Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và bạn đã quay trở lại với kênh mua bán của em Dương Tô Thái Nguyên. Và thời gian vừa qua thì rất nhiều các bác đã hỏi em về những chiếc xe Trung Quốc mà giá thành khoảng 200 triệu đồng. Thì hôm nay thì nhà em mới về một chiếc xe sedan đến từ thương hiệu Trung Quốc. Và với cái mức giá bên em đang chào bán là 208 triệu. Thì đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý, rất là phù hợp cho những cái túi tiền của các bác đang có. Xe thì được sản xuất năm 2012 các bác nhé. Trước mặt quý vị anh chị và bạn đây là chiếc Volvo Egram EC718 được sản xuất tại Trung Quốc năm 2012. Xe thì được dựa trên dây chuyền của sản xuất của Volvo Thụy Điển các bác nhé. Nên là đạt nó được trang bị độ an toàn rất là cao, tiêu chuẩn châu Âu các bác nhé. Xe được trang bị 10 túi khí an toàn, phanh ABS với cả 4 bánh luôn các bác nhé. Một chiếc sedan rất là đẹp luôn. Hiện tại thì trời nó đã đang chuẩn bị mưa rồi, thì em sẽ quay nhanh cho các bác cùng quan sát nhé. Đây, xe thì có lớp sơn màu nâu cà phê rất là đẹp này. Và xe nhà em bán ra thì cam kết với các bác là không có đâm va tai nạn gì đâu các bác nhé. Xe cực kỳ đẹp và không có lỗi. Đây các bác quan sát này, xe cực kỳ chất luôn. Từ đời 22 đến giờ xe mới chạy có hơn 7 vạn km thôi các bác nhá. Xe mới chạy có hơn 7 vạn thôi, mọi thứ còn rất là đẹp. Đây phía sau của chiếc EC718 này, xe thì được trang bị cả bến lùi, camera lùi đầy đủ các bác nhá. Đây trời thì hiện tại nó đang đã lất phất mưa rồi, em sẽ quay nhanh cho các bác cùng xem. Bác nào quan tâm thì vui lòng kết nối Zalo qua số là 0968 288 444. Kết nối Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết về chiếc xe cho các bác cùng quan sát nhé. Đây hiện tại thì mưa gió đây, các bác quan sát này. Về sơn xỉ của chiếc xe này thì nhìn nó rất là bóng bẩy các bác nhé. Đó, các bác quan sát này, rất là bóng bẩy luôn. Đấy, trời thì gió đang rất là to đây các bác quan sát. Sắp bão rồi. Đây phía đầu xe thì một cái thiết kế rất là đẹp. Đèn thì trang bị bóng đèn bi các bác nhé. Và pha đèn thì cực kỳ là đẹp này. Đèn này đèn zin cho xe các bác nhé. Còn rất là mới này, trong vắt luôn, không có một vết ố hay là bị rạn nứt nào luôn các bác nhá. Đó, đây các thanh mạ chrome này rất là sáng bóng này, không có một vết ố hay là bị trầy xước nào luôn mọi người nhá. Bộ đèn pha rất đẹp nha mọi người nhá, trong vắt luôn ạ, đèn bi rất là sáng luôn. Bộ mâm thì trang bị bộ mâm 6 chấu. Nó cũng khá là to bản là nhìn nó khá là khỏe xe. Nó sẽ đặt cái thương các bạn nhé. Sân xì thì cực kỳ là bóng bẩy luôn mọi người nhé. Đây, la răng này, quả lốp này. Xe qua sử dụng thì sẽ không tránh khỏi những cái vết xước la răng các bác nhé. Sơn xi các thứ thì chỗ này khá là đẹp, khá là đều xe. La răng này có kích thước là 16 inch các bác nhé. Đây phía sau này, cụm đèn hậu này. Đó, cụm đèn hậu của xe còn rất là đẹp này. Phía sau trang bị cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ như mọi người nhé. Đây, đèn này đẹp luôn mọi người nhá. Đó. Xe này nó đạt tiêu chuẩn an toàn của châu Âu các bác nhá. Vì công nghệ của Volvo thì nó là trang bị cho những cái xe nó phải đạt cái độ an toàn tiêu chuẩn châu Âu mà.
nên là xe này nó trang bị rất là nhiều túi khí. Tất cả tổng là có 10 túi khí các bạn nhá. 10 túi khí á. Và phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh nha mọi người nhá. Đây là nội thất của chiếc Emblem EC718 này. Xe chạy 7 vạn nha các bác nhá. Hoàn toàn cam kết với bác là zin từ A đến Z luôn. Đây, trần nguyên bản theo xe này, rất là sáng sủa. Có cửa sổ nóc đầy đủ các bác nhá. Đây, ốc chốt lên cửa vàng ươm luôn nha. Đây là màu vàng theo nguyên bản các bác nhá, chứ không phải là qua thời gian nó bị thế này đâu. Vô lăng 4 chấu này. Đó. Gương kính điện đầy đủ hết mọi người nhá. Táp lô táp ly cực kỳ là đẹp. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2012 các bác nhá. Đến giờ thì nó đã, cũng đã được 8 năm rồi nhưng mà còn rất là đẹp. Ghế điện này. Ghế chỉnh điện. Đây hàng ghế phía sau là các bác quan sát này. Nói chung là chiếc xe này nội thất thì còn cực kỳ là đẹp luôn. Đây, ta đi cửa này. Keo chỉ zin hết các bác nhá. Keo chỉ cam kết với các bác là không mất một phân keo chỉ nào. Đây, ghế da nguyên bản rất là căng này. Cửa sổ nóc đầy đủ hết luôn. Tất cả các cột thì đều được trang bị túi khí này. Đây các bác quan sát này. Đó. Cả hàng ghế phía sau này. Vô lăng, táp ly bên phụ. Tất cả các cột, cột A, cột B, cột C, tất cả là 10 túi khí các bác nhá. Xe đạt độ an toàn tiêu chuẩn châu Âu. Đây vô lăng này. Số tự động zigzag các bác nhá. Số tự động zigzag này. Đây là màn hình DVD tích hợp cam lùi. Đây khu vực điều khiển điều hòa này. Đây các bác quan sát này. Nhiều bác thì bảo là chất lượng xe tàu vài năm thì vứt, nhưng mà đây mọi chi tiết này nó còn rất là đẹp luôn. Đã sử dụng 8 năm rồi các bác nhá. Đây, mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Mọi chữ số rồi là mọi chi tiết nhựa này, nó còn rất là khăng khít với nhau nhá. Đây, rất là chắc chắn luôn. Đi rất là bốc. Ở chiếc xe này thì được trang bị động cơ là 1.8 các bác nhá. Đi cực kỳ là thích luôn. Rất là bốc. Về thế nào thì nhà em bán như thế chỉ có rửa qua thôi các bác nhá. Những cái vết xước bé bé quanh xe treo 5 tháng sử dụng thì vẫn để nguyên vì những cái cửa này đều là sơn zin hết các bác nhá. Đây, cửa xe toàn bộ là sơn zin hết nên là bên em không tỉa qua những cái vết xước bé bé đâu. Đây bề mặt ra ghế các thứ này có cả lỗ thông khí luôn. Em sẽ đếm cho các bác xem là bao nhiêu túi khí nhá. Một ở vô lăng này, hai tắp lên bên phụ này, hai cái ở phía cột A này là 4 này, hai cái ở cột B này là 6 này, và ở ghế này cũng có các bác nhá. Hai bên ghế đó, hai bên ghế là 8, và ở phía sau trụ C toàn bộ là 10 nhá các bác nhá. 10 túi khí. Xe này mới chạy có hơn 7 vạn km thôi. Mọi thứ còn rất là đẹp. Với mức tiền bên em bán chỉ có 208 triệu các bác nhá. Bác nào mua thì vui lòng alo cho em theo số là 0968 288 444. Còn bác nào mà kỳ thị về xe Trung Quốc và nói chung là giả giá để dìm hoặc là chê với xe tàu thế nọ thế kia thì vui lòng không comment ở trong video của em nhá. Em chỉ bán xe cho những cái bác hiểu biết thôi. Còn phụ tùng thay thế của cái dòng xe tàu này thì ở thị trường Việt Nam nó rất là nhiều rồi. Các bác ra gara bất cứ ở đâu cũng có đồ để sửa chữa thay thế các bác nhá. Riêng về phụ tùng các thứ thì các bác khỏi phải lo. Đây, xe thì cái viền trần kính các thứ là nó được trang bị nạp chrome này. Nhìn rất là sang trọng luôn nha mọi người nhá. Trời thì nó đã không mưa rồi. Nên em sẽ quay kỹ hơn cho mọi người cùng quan sát. Đây phía sau này. Đó, phía sau của chiếc Emblem EC718 này thì nó rất là bầu bĩnh nha mọi người nhá. Nó có một cái thanh nẹp chrome này chạy dài từ bóng đèn bên bên lái sang bên phụ này.
nhìn nó rất là đẹp các bác nhá. Nhìn cái form đít xe thì rất giống một chiếc Altis. Đây, em sẽ quay từng góc độ cho các bác cùng quan sát nhá. Tay nắm mở cửa thì cũng đã được ốp cái chrome rất là đẹp. Chrome này là zin cho xe nhá, không phải ốp thêm đâu các bác nhá. Đây, nó trang bị này. Rất là đẹp luôn. Về keo chỉ thì em sẽ không quay đến các bác nhá, tránh mất thời gian. Em cũng cam kết luôn với các bác là keo chỉ là zin cả xe. Đến xem xe thì có thể test hãng hoặc là test gala bất kể các bác nhá. Nên là em sẽ không quay đến nữa để tránh mất thời gian. Ở cánh táp ly cửa này nó có một cái loa check nữa mọi người nhá. Nó hệ thống âm thanh của chiếc xe này nghe cũng rất là hay. Ra ghế thì đây các bác quan sát này, 8 năm rồi nhưng mà nó căng đét lên đẹp luôn. Căng như thế này thì không khác gì một chiếc xe lướt cả các bác nhá. Đây, bề mặt da này. Các bác cứ chơi xe tàu chứ thật ra thì nó rất là bền. Các bác nhìn cái chất liệu nhựa này, các bác có liên tưởng đến cái dòng xe gì không ạ? Giống chất liệu nhựa này thì em có liên tưởng đến cái dòng xe Nissan của Nhật Bản đấy ạ. Trang bị toàn nhựa là nhựa và nó rất là bền. Xe thì cam kết với các bác là không có đâm va tai nạn gì đâu nhá. Máy móc zin. Số má mượt mà. Đi rất là êm và rất là động cơ khá là bốc. Đạp ga thì cũng rất là cảm xúc luôn. Và ngồi trước xe này thì không gian ngồi nó thì cực kỳ là rộng rãi các bác nhá. Đây. Rất là rộng luôn. Rộng thế này thì cũng ngang với những chiếc sedan phân khúc hạng C. Rộng như Altis luôn các bác nhá. Không kém gì một chiếc Altis đâu. Đây, số rích rắc này. Củ số đây, vô lăng củ số rất đẹp. Giá chỉ có 208 triệu thôi. Bên em bao rút hồ sơ cho các bác nhá. Bác nào quan tâm thì liên hệ cho em theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. À, em sẽ cho các bác xem qua về cái khoang động cơ nhá. Đây, xi nhan gương bên này vừa nãy em chưa quay này. Vừa lại tưởng trời mưa nên là quay vội quá không quay đến cho các bác xem. Giờ em sẽ quay lại luôn này, đây. Xi nhan trên tích hợp trên gương. Đầy đủ hết nhá mọi người nhá. Xe tàu thì ở Việt Nam thì đi rất là nhiều rồi. Đây là khối động cơ của chiếc Mgram EC718 này. Khoang máy thì cũng được bên em lau chùi dọn dẹp rồi. Cũng chỉ có lau chùi dọn dẹp, vệ sinh lau chùi kỹ thôi các bác nhé, chứ không hề có xịt rửa nước đâu. Đây là cụm phanh ABS này. Đó. Xe thì đạt tiêu chuẩn về độ an toàn của chất lượng châu Âu rồi. Phanh ABS chống bó cứng rồi là phanh đĩa 4 bánh. 10 túi khí an toàn. Đầy đủ hết các bác nhé. Thân vỏ của chiếc xe thì nó rất là dày dặn luôn các bạn. Lắp capo rất là nặng. Đây em sẽ tiện thì em sẽ quay luôn cho các bác xem cái phần khoang cốp nhá. Đây, nút mở cốp nó nằm ở vị trí này các bác nhá. Cửa giá đóng rất là chắc chắn luôn. Đây nha các bác nhá. Vách nỉ các thứ này của cốp này rất là sạch sẽ luôn. Đây, rất là sạch sẽ, mọi thứ nguyên bản hết các bác nhá. Cho các bác xem luôn là cái xe tàu đi
8 năm rồi thì nó đã có hiện tượng gì chưa? Đây, lốp sơ cua này, lốp sơ cua là còn mới tinh luôn, chưa hạ các bác nhá, vẫn còn nguyên phần dấu cơ. Đó, đây thân vỏ của chiếc xe đây các bác quan sát này. Đây ạ, thân vỏ của một chiếc xe tàu đây các bác nhá. Các bác có thấy dấu hiệu gì gọi là mục mọt không ạ? Hoàn toàn không có nhá. Riêng về thân vỏ của xe thì cam kết với các bác là các bác đi 3-40 năm vẫn ok, không có một hiện tượng gì luôn. Đây, những cái máng nước các thứ của xe này nó còn không hề bị han gì luôn các bác nhá. Đó, các bác cứ chê xe tàu đi vài năm thì bán sát vụn rồi, bán không ai mua rồi cho không ai lấy. Nhưng mà thật ra những các bác mà nói được những câu như thế thì các bác đang đi xe máy thôi, cũng chả am hiểu gì về ô tô cả. Ok, vừa rồi thì em đã gửi đến các bác video chi tiết về chiếc Volvo M-Gram EC718 được sản xuất năm 2012. Xe đã được chạy được hơn 7 vạn km. Và bên nhóm đang chào bán chiếc EC718 này với mức giá là 208 triệu. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình này, 0968 288 444, xem xe tại thành phố Thái Nguyên đó bác nhé. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh, nút màu đỏ phía dưới video và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để được nhận thông báo khi mà em lên những video mới nhất trong ngày tháng nhé. Giờ thì em xin phép là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.